dạ dày, bạn cần đi khám ngay. Có nhiều dấu hiệu cảnh báo căn bệnh nguy hiểm ung thư dạ dày. Bạn cần chú ý những dấu hiệu sau đây và đi khám ngay kẻo nguy hiểm đến tính mạng nhé. 1. Dấu hiệu chướng bụng đầy hơi. Đây cũng là biểu hiện thường thấy ở người ung thư dạ dày. Những bệnh nhân này sẽ có cảm giác chướng bụng đầy hơi và rất khó chịu. Thời điểm nghỉ ngơi yên tĩnh thì triệu chứng này được cảm nhận rõ ràng nhất và mất dần khi bệnh nhân hoạt động thể chất hoặc làm việc. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến người bệnh cảm thấy chán ăn, dẫn đến ăn kém và mệt mỏi. 2. Dấu hiệu đau tức bụng vùng thượng vị. Đây chính là một trong những dấu hiệu điển hình nhất báo hiệu các bệnh lý ở dạ dày, trong đó có bệnh ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Vùng bụng trên rốn thường xuyên xuất hiện những cơn đau bất thường, cơn đau diễn ra từng đợt và sau đó là thường xuyên và nặng hơn. Triệu chứng tương tự giống với những cơn đau dạ dày cấp và mãn tính ở dạ dày, nên các bạn cần hết sức chú ý hơn các dấu hiệu khác đi kèm. Nếu như trước kia, những cơn đau thường xuất hiện theo quy luật như đói cũng đau, no cũng đau, thì nay, nếu thấy đau bất cứ lúc nào, không theo quy luật nào, thì đó có thể là dấu hiệu bệnh đã phát triển thành ung thư dạ dày. Các bạn cần đặc biệt chú ý và theo dõi tình trạng sức khỏe của mình. 3. Dấu hiệu kém ăn, khô miệng. Khi bị ung thư dạ dày, bạn cũng thường xuyên chịu trận với tình trạng kém ăn, khô miệng kéo dài, khiến bệnh nhân luôn trong tình trạng suy nhược cơ thể và sút cân nhanh chóng, kèm theo đó là tình trạng thiếu máu. 4. Dấu hiệu táo bón, tiêu chảy. Hiện tượng táo bón, tiêu chảy thường xảy ra ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư dạ dày do ít hoạt động và uống ít nước. Ngoài ra, sự suy yếu các cơ bụng và sàn chậu ở bệnh nhân ung thư dạ dày sẽ làm giảm khả năng bài tiết qua trực tràng. Trong quá trình điều trị thì cần dùng đến các loại thuốc giảm đau mạnh, thuốc chống trầm cảm và thuốc kháng sinh choline có thể gây liệt nhẹ đám rối thần kinh của ruột, từ đó dẫn đến tình trạng táo bón. Bên cạnh đó, cũng có thể bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng tiêu chảy. Đây là biểu hiện của rối loạn chức năng tiêu hóa, rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột trong quá trình sử dụng thuốc, các biện pháp trị liệu điều trị ung thư dạ dày. 5. Sút cân và thiếu máu. Người bị ung thư dạ dày thường ăn ngủ kém, dẫn đến tình trạng cơ thể bị suy nhược trầm trọng và biểu hiện là sút cân và thiếu máu kéo dài. 6. Sờ thấy u trước bụng. Ở một số trường hợp bệnh tình nặng, khi khối u đã phát triển lớn thì bạn có thể sờ thấy khối u bất thường ở trước bụng mình. Khi phát hiện triệu chứng này, có nghĩa là bệnh đã rơi vào tình trạng khá nặng. Một số người còn có thể sờ thấy bọc u trong ổ dạ dày khá cứng, trơn nhẵn, ấn vào có cảm giác đau. Ung thư dạ dày là một bệnh có tỷ lệ tử vong khá cao. Chính vì vậy, ngay khi có các dấu hiệu nói trên hoặc nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của mình, bạn hãy nhanh chóng đến các trung tâm y tế và phòng khám chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời nhé!